Đang lướt TikTok gặp video rất là hay, chưa kịp lưu lỡ tay bấm mất tiêu. Thế thì làm sao coi lại những video mà mình vừa coi? Hãy làm theo mình ha. Một nốt nhạc thôi. Bây giờ mình sẽ mở TikTok lên ha. Rồi, ở giao diện này, các bạn ấn vào kính lúp nè. Rồi nhấn vào dấu chấm. Các bạn sẽ chọn là tìm kiếm. Sau đó nó sẽ xuất hiện là xem lịch sử xem của bạn. Các bạn chỉ việc ấn vào. Đó, ở đây là toàn bộ những cái video bạn vừa xem đây. Rất là đơn giản hết các bạn. Phạm Tông, chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.